Bộ Quốc phòng Nga ngày 5 tháng 6 cho biết, các lực lượng Ukraine đã tấn công quân đội Nga dọc theo 5 khu vực ở tiền tuyến ở Donbass trong cuộc tấn công quy mô lớn. Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga, tướng Igor Konashenkov cho biết, các lực lượng vũ trang Ukraine đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn tại 5 khu vực ở phía nam Donetsk, miền đông nước này. Cuộc tấn công bắt đầu vào đầu giờ sáng 4 tháng 6. Đối phương đã đưa vào trận chiến các lữ đoàn cơ giới 23 và 31 từ lực lượng dự trữ chiến lược với sự hỗ trợ của các đơn vị khác. Mục tiêu của đối phương là chọc thủng hệ thống phòng thủ của chúng tôi ở nơi mà họ cho là vị trí dễ bị tấn công nhất trên tiền tuyến. Đối phương đã không đạt được mục tiêu và không thành công. Theo ông Konashenkov, Kiev đã huy động 6 tiểu đoàn cơ giới và 2 tiểu đoàn xe tăng nhằm chọc thủng tuyến phòng thủ của quân đội Nga. Tuy nhiên, Nga đã đẩy lùi các cuộc tấn công này, khiến Ukraine bị tổn thất 250 binh sĩ, 16 xe tăng, 3 xe chiến đấu bộ binh và 21 xe chiến đấu bọc thép. Hiện Ukraine chưa lên tiếng trước tuyên bố của Nga. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố nước ông đã sẵn sàng mở một cuộc phản công, nhưng sẽ hứng chịu nhiều thương vong. Ông nói nhiều binh sĩ Ukraine có thể sẽ tử trận trong cuộc phản công đó. Tổng thống Zelensky không tiết lộ thời điểm chính xác của cuộc phản công, nhưng cho biết Kiev không còn có thể đợi chờ hàng tháng trời. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết, chiến dịch phản công này có khả năng sẽ gây ra tổn thất nặng nề cho binh sĩ Ukraine và có thể sẽ diễn biến không như kế hoạch vạch ra. Ông cho biết thêm, ưu thế trên không của Nga sẽ khiến các lực lượng của Ukraine phơi mình trước hỏa lực đối phương.